Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay ngày 16 tháng 5 như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất nhé. Các bạn men đúng như dự đoán thì Realme X, mẫu smartphone tầm trung của Realme vừa được giới thiệu với nhiều trang bị tốt nhưng mức giá thì rất là dễ chịu. Với thiết kế thì Realme X của chúng ta sở hữu một ngoại hình cực kỳ ấn tượng với màn hình gần như là chiếm trọn mặt trước. Viền bezel ở hai cạnh lẫn bên trên và dưới của điện thoại gần như là không có, trong khi phần cằm dưới đáy thì sẽ hơi dày một chút thôi và tỷ lệ hiển thị lên tới là 91,2%. Realme thì đã trang bị camera selfie thò thuột cho chiếc máy để đổi lại cho chúng ta một màn hình đẹp đến như thế. Màn hình của Realme sử dụng là tấm nền AMOLED kích thước là 6,5 inch, độ phân giải là Full HD+ và được tích hợp cảm biến vân tay dưới màn hình. Giống như OnePlus 7 Pro thì Realme cũng sử dụng công nghệ cảm biến vân tay quang học thế hệ mới lớn hơn 44% so với thế hệ trước đây và kết hợp với công cụ tăng tốc DSP cho khả năng mở khóa bằng màn hình cực kỳ nhanh. Và camera chính của Realme sẽ có độ phân giải lên tới 48MP, khẩu độ là f1.7, kích thước cảm biến là 1/2 inch và sử dụng cảm biến IMX 586 đến từ Sony. Trong khi đó thì camera thứ hai sẽ có độ phân giải là 5MP và sử dụng vào mục đích đó là đo độ sâu trường ảnh. Viên pin của Realme có dung lượng là 3765mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh Volt 3.0, sạc 55% pin chỉ trong vòng 30 phút. Trong khi đó thì thiết bị này sẽ sở hữu sức mạnh phần cứng đến từ con chip Snapdragon 710, 8GB cùng với 128GB bộ nhớ trong. Với Realme X thì máy sẽ được bán ra với hai tùy chọn màu sắc là Steam White và Palm Blue với mức giá cho cấu hình thấp nhất là 4GB và 64GB ROM là $218, tức là 5,1 triệu đồng. Trong khi đó với phiên bản còn lại là 6GB, 64GB ROM và 8GB và 128GB ROM sẽ có mức giá lần lượt là 5,5 và 6,1 triệu đồng. Các bạn thân mến, mới đây thì Oppo Việt Nam đã gửi thư mới xác nhận giới thiệu dòng smartphone Reno tại Việt Nam vào ngày 6 tháng 6 tới đây. Oppo hứa hẹn lại sẽ mang đến cho chúng ta những cái trải nghiệm mới mẻ về thiết kế độc đáo cũng như là nhiều công nghệ thú vị. Sau 5X thì với camera trượt nguyên khối và F11 Pro với camera selfie trượt thì Reno sẽ mang đến cho chúng ta một camera selfie trượt hình dáng đó là vây cá mập, phá vỡ sự cân bằng nhàm chán vốn có của các smartphone và giải phóng màn hình toàn cảnh panoramic đạt tỷ lệ so với thân máy lên tới là 93,1%. Theo nhiều nguồn tin thì hãng sẽ mang đến các phiên bản Reno, Reno Zoom 10X. Bộ sản phẩm không chỉ đột phá về thiết kế mà còn rất mạnh mẽ từ trước đến nay của Oppo. Và phiên bản cao nhất được trang bị trong bộ 3 camera đảm nhận nhiều nhiệm vụ. Chúng ta sẽ có zoom Hybrid 10X, góc rộng, chụp chân dung siêu nét, chụp đêm và qua video 4K. Đồng thời thì Reno có cấu hình cực mạnh. Phiên bản Reno 10X sẽ được trang bị con chip Snapdragon 855 và 8GB, trong khi Reno phiên bản tiêu chuẩn chúng ta sẽ có con chip Snapdragon 710, mang lại trải nghiệm mạnh mẽ và mượt mà. Ngoài ra thì smartphone còn được trang bị công nghệ Hyperboost 2.0 hay điều hành mới nhất ColorOS 6 tùy biến trên nền tảng Android 9. Nếu Oppo Reno có pin là 3765mAh thì Reno 10X Zoom thì sẽ được trang bị viên pin là 4065mAh. Ngoài dung lượng lớn thì Reno còn được hỗ trợ bởi khả năng sạc nhanh và an toàn là Volt thế hệ 3.0. Và Volt thì là công nghệ sạc độc quyền của Oppo nhưng nay ứng dụng trên Reno với công nghệ sạc USB Type-C. Các bạn thân mến, gần đây thì một blog công nghệ Đài Loan đã chia sẻ một bản render chính thức của chiếc Zenfone 6 trước khi nó được ra mắt. Ngoài ra thì một số hình ảnh khác cũng được chia sẻ bởi người nổi tiếng là Roland Quant. Các hình ảnh tiết lộ rằng chiếc điện thoại hàng đầu Zenfone sắp tới đây sẽ không có notch và chúng ta sẽ có camera kép xoay. Điện thoại thông minh Zenfone 6 được trang bị màn hình lớn không có notch và cằm của nó thì cũng hơi dày một chút so với các viên còn lại. Zenfone 6 thì sẽ không có camera trước, các cảm biến camera kép ở phía sau có thể lật về phía trước để trở thành camera selfie. Và mô đun máy ảnh xoay lật này được cho là được làm từ kim loại lỏng, giúp giảm 20% trọng lượng và tăng sức mạnh gấp 4 lần. Mặt sau của điện thoại sẽ được trang bị đầu đọc dấu vân tay hình viên thuốc và tên thương hiệu của công ty Đài Loan cũng có thể được nhìn thấy ở phía sau. Mặt kính phía sau được thiết kế 3D và hiệu ứng gradient. Dường như là Zenfone 6 sẽ có sẵn các màu đen và bạc xanh. Không có xác nhận nào về việc Zenfone 6 và điện thoại hàng đầu của họ là Zenfone 6Z có thiết kế na ná nhau hay không. Ngoài ra thì Zenfone 6 sẽ được trang bị màn hình là 6.3 inch 1080x2340px và tỷ lệ khung hình là 19.5:9. Mà màn hình của máy sẽ được bảo vệ bởi kính cường lực Corning Gorilla Glass 6. Mà nền tảng di động Snapdragon 855 sẽ cung cấp năng lượng cho điện thoại thông minh này. Dự kiến thì Zenfone 6 sẽ có biến thể đó là RAM 4GB và ROM là 128GB, RAM 8GB và ROM là 256GB và cuối cùng dung lượng cao nhất là 12GB RAM và 512GB ROM.
Còn máy thiết lập camera kép xoay của điện thoại thì được đồn đoán là sẽ trang bị cảm biến chính 48 megapixel của Sony IMX586, một ống kính góc siêu rộng 13 megapixel và máy dự kiến sẽ được trang bị viên pin là 5000 mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh Quick Charge 4.0. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam, và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp nào thì hãy để lại thật nhiều phía dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.